Xin chào quý vị các bạn yêu bóng đá, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá, nơi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tin tức nóng nhất mỗi ngày về bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây là bản tin chiều tối ngày hôm nay, 13 tháng 10. Tiếp tục với phần tin tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Trưởng ban trọng tài lên tiếng Việt Nam bị cướp trắng quả penalty. Báo chí Oman thừa nhận Việt Nam quá nguy hiểm. Việt Nam thua Oman nhưng thầy Park có khẩu tấn công hạng nặng. Mời các bạn cùng đón nghe. Báo Oman thừa nhận Việt Nam quá nguy hiểm. Các bạn thân mến, như đã biết là dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn phải hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Oman đêm ngày hôm qua. Ở trận này thì chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Tiến Linh ở phút 40. Thế nhưng sau đó Oman đã vùng lên và hoàn thành màn lội ngược dòng để giành chiến thắng. Như vậy là Oman đã hoàn thành mục tiêu là có 3 điểm trước Việt Nam. Sau lượt đấu này, họ xếp thứ 3 ở bảng đấu với 6 điểm và sống lại hy vọng dự World Cup. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta vẫn chưa có điểm số nào và xếp cuối bảng xếp hạng. Sau trận đấu thì nhiều tờ báo ở Oman thừa nhận là Việt Nam yếu nhưng thực sự là đối thủ cực kỳ nguy hiểm và không dễ để họ có được chiến thắng. Cụ thể là tờ Androya có bài viết ngay sau trận đấu. Hy vọng dự World Cup của Oman đã sống lại sau khi giành chiến thắng trước Việt Nam. Trong bài viết này thì tác giả nhấn mạnh, chiến thắng trước Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi làm sống lại hy vọng dự World Cup của đội tuyển Oman. Đội bóng do huấn luyện viên Ivan Kovic thi đấu khá hưng phấn trong trận đấu này, thế nhưng họ đã quá phung phí cơ hội, trong đó có tình huống đã hỏng phạt đền. Tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công. Một trong số đó đã được Tiến Linh cụ thể hóa thành bàn thắng. Rất may cho chúng ta là ở ngay cuối hiệp 1 thì Issam Ansahi đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Ở hiệp 2, Oman đã có được 2 bàn từ những sai lầm của hậu vệ Việt Nam. Trong thời gian cuối trận, Việt Nam đã vùng lên. Công phượng khiến cho cổ động viên Oman thót tim với cú dứt điểm trúng cột dọc. Dù sao thì đội tuyển Oman cũng xứng đáng với chiến thắng này để tiếp tục chặng đường phía trước. Trong khi đó, một tờ báo khác của nước này là tờ Tufa có bài viết: chúng ta đã phá vỡ sự kiên cường của Việt Nam và trở lại chặng đường đua giành vé dự World Cup. Cũng như tờ Androya thì tờ Tofa thừa nhận là trong hiệp 1, Oman đã thực sự lo lắng trước lối chơi rình rập của tuyển Việt Nam. Họ cho rằng là hiệp 2, đội nhà thi đấu tốt hơn đội bóng của huấn luyện viên Park Seo và xứng đáng giành chiến thắng. Trong khi đó thì tờ Kura cho rằng là Oman suýt phải trả giá vì sự phung phí cơ hội ở hiệp 1 khi để cho tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Tiến Linh. Mặc dù vậy thì sự chỉ đạo của ông Branko Ivankovic giữa hiệp 2 đã mang đến sự khác biệt cho Oman trong hiệp 2 ở trận đấu này. Trưởng ban trọng tài lên tiếng Việt Nam bị cướp trắng quả penalty. Các bạn thân mến, đánh giá về công tác trọng tài trong trận đấu đêm ngày hôm qua giữa Việt Nam và Oman thì trưởng ban trọng tài Việt Nam, ông Dương Văn Hiền cho rằng cần phải có một quả penalty dành cho tình huống Quang Hải bị ngã ở vòng cấm của Oman. Kế đó, ông Dương Văn Hiền quá khó hiểu về công tác trọng tài VAR. Cụ thể, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền tỏ ra ngán ngẩm về công tác trọng tài cũng như VAR đêm ngày hôm qua khi Việt Nam của chúng ta đã thua ngược trước Oman. Theo góc nhìn của tôi thì tình huống đó cần phải có phạt đền cho Quang Hải. Khi Quang Hải ngoặt bóng, cậu ấy đã qua khỏi người cầu thủ Oman, nhưng đối phương đã dùng hai tay để cản, giữ Quang Hải lại. Trên bảng điện tử có đề nghị trọng tài kiểm tra VAR, nhưng không hiểu tại sao trọng tài này lại không tham khảo. Chia sẻ về việc trọng tài có thể xem lại video hoặc là không khi VAR tư vấn, ông Hiền khẳng định FIFA để cho vua áo đen tự quyết, nhưng vấn đề là cần chính xác. Thực ra thì FIFA cho phép vì VAR chỉ là tư vấn thôi. Nếu VAR gợi ý mà trọng tài tự cho là đúng thì cũng không cần xem lại VAR. Trọng tài có quyền quyết định hết ở trên sân. Ở phút 49, Oman được đá quả phạt góc. Bóng bay thẳng vào lưới tuyển Việt Nam nâng tỷ số thành 2-0. Vấn đề là ở pha bóng này có rất nhiều cầu thủ Oman chen chúc đứng ngay sát gôn của Việt Nam, khiến cho thủ môn Văn Toàn của chúng ta không thể kiểm soát khung thành. Rất nhiều ý kiến phàn nàn về pha bóng này và cách ứng phó của trọng tài. Ông Dương Văn Hiền cho biết, tất cả các pha đã phạt, nhất là phạt góc, chúng ta thường thấy các cầu thủ của hai đội đứng đông trong vùng 16m50, thậm chí là trong vòng 5m50. Vậy thì thông thường trọng tài sẽ gọi cầu thủ đôi bên, nhắc nhở không được phép lôi kéo nhau. Nhưng tôi ngạc nhiên là ngày hôm qua trọng tài không nhắc nhở gì hết, để gần 10 người đứng sát gôn Việt Nam. Như vậy rất khó kiểm soát việc phạm lỗi hay không. Như ở một góc máy, ta thấy là chính Quế Ngọc Hải của chúng ta cũng ôm một cầu thủ Oman, có nghĩa là hai bên đều phạm lỗi hết trong khu vực đó. Như vậy thì trọng tài rất khó kiểm soát. Thông thường thì các trọng tài sẽ khuyến cáo là các cầu thủ đứng xa ra, cách nhau để cho trọng tài dễ quan sát. Nên ở tình huống đêm ngày hôm qua,
khó ai phạm lỗi khi đôi bên đều xô đẩy. Trái lại, bóng đi vào gôn nên lúc đó trọng tài cũng khó làm gì nữa. Ngay từ đầu trọng tài đã không để cho các cầu thủ hai đội đứng chen chúc như vậy ở sát vạch gôn. Ngoài hai tình huống nổi cộm ở trên, ông Dương Văn Hiền cũng chỉ ra một pha xử lý VAR làm mình cạn lời. Tôi nói thật, có một pha VAR tôi rất ngạc nhiên, đó là tình huống kiểm tra bàn thắng của Tiến Linh. Sau khi bàn thắng diễn ra, nếu VAR thấy trước có sự cố, có thể tư vấn cho trọng tài xem lại. Tình huống Tân Tài tranh bóng với cầu thủ Oman cần kiểm tra là phù hợp và trọng tài xem ra cũng ra hiệu là không lỗi, đúng là không lỗi thật. Nhưng sau đó VAR lại tiếp tục xem Công Phượng là có việt vị hay không, cái đó là tôi ngạc nhiên, nó giống như là bới lông tìm vết. Cũng làm trọng tài, tôi không muốn nói nặng về nhiệm vụ của người khác, nhưng riêng tình huống Công Phượng là không nên xem. Tại sao? Kể cả Công Phượng có việt vị thì cũng không việt vị. Đó là hai khái niệm khác nhau, chỉ khi anh ta việt vị mà tham gia vào gây ảnh hưởng hoặc chiếm lợi thế thì mới có lỗi. Còn Công Phượng đứng ở đó thậm chí là cách xa trung vệ của Oman, không tranh bóng, không làm gì hết. Tại sao ông trọng tài chính lại cố tình xem tình huống đó? Tôi không nói gì về tư tưởng của trọng tài, nhưng đây là điều nghịch lý. Chẳng lẽ xem lại thấy Công Phượng đứng ở dưới thì ông định tư vấn là có lỗi à? Sau cùng thì nói về hai tình huống mà Tấn Tài và Duy Mạnh vung tay trúng mặt đối phương khiến cho Việt Nam bị chịu quả penalty. Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã đưa ra lời khuyên. Trong bóng đá đôi lúc là có rủi ro. Nhiều khi hai người tranh bóng, một người cánh tay vung lên, không cố tình đánh vào mặt đối phương, nhưng chạm vào mặt đối phương thì cũng là có lỗi. Trước khi vào vòng 3 này, tôi đã nói rất nhiều về vấn đề VAR và tư vấn cho cầu thủ. Nhưng tôi nói thật, sau trận đấu đêm ngày hôm qua, tôi cũng không biết là phải nói gì nữa. Họ còn định truy lại là xem Công Phượng có việt vị hay không, thì bây giờ thật sự là cạn lời. Trước khi vào vòng 3 này, FIFA có dùng VAR, VFF có nói với ban trọng tài là tư vấn về VAR cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để thi đấu được tốt. Khi chúng tôi có nói hết rồi, nhưng đêm ngày hôm qua, và xem lại cả tình huống của Công Phượng việt vị hay là chưa, thì giờ mình mới nói khuyên cầu thủ Việt Nam là khó lắm. Các em bây giờ thi đấu, thôi thì cố gắng tập trung. Những lỗi trọng tài không thấy, và thấy thì họ cũng không bỏ qua. Những lỗi như ngày hôm qua dẫn đến hai quả phạt đền thì bây giờ trung vệ của mình phải cố gắng tập luyện, cố gắng tập trung cho tốt, đừng có những động tác thừa nữa. Anh có thể che trọng tài nhưng không thể che được va, họ đã quyết định rồi thì ta đành chấp nhận. Việt Nam thua nhưng thầy Park có khẩu tấn công hạng nặng. Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam gần như là vượt qua vòng loại thứ 3 với xác suất là bằng 0. Nhưng huấn luyện viên Park Seo có thể xoa tay hài lòng với phong độ của nhiều học trò, trong đó có tiền đạo chủ lực Tiến Linh. Pha lập công vào lưới Oman ở trận đấu tối ngày hôm qua là bàn thắng thứ 7 của Tiến Linh tại vòng loại World Cup. Sau 2 năm thì từ một tiền đạo còn bỡ ngỡ trước đối thủ yếu nhất vòng 2 như Indonesia, Tiến Linh đã vụt sáng một cách ngoạn mục. Trung phong của tuyển Việt Nam đang là đầu tàu trên hàng công của thầy trò huấn luyện viên Park Seo với hiệu suất ghi bàn đáng nể. Từ sau khi công vinh giải nghệ năm 2016 thì bóng đá Việt Nam đã tìm được một trung phong mới đủ tầm vóc để đưa đội nhà vươn ra sân chơi châu Á. Hành trình lột xác của Tiến Linh bắt đầu từ buổi tối ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại Bali, Indonesia, khi tiền đạo của tuyển Việt Nam đã chơi mờ nhạt, bị huấn luyện viên Park Seo gọi ra nhắc nhở riêng ngay giữa trận. Trước đó, Tiến Linh thi đấu không hiệu quả. Nhiều tình huống tiền đạo của câu lạc bộ Bình Dương đã không hiểu cách chạy chỗ, đỡ bóng hụt và dứt điểm hỏng. Sau lời giao huấn của thầy Park ở đường biên, Tiến Linh trở lại, anh ghi một bàn và bắt đầu thăng hoa ngoạn mục. 30 ngày sau, Tiến Linh dứt điểm làm tung lưới UAE bằng cú sút xa cực hiểm làm vỡ tung sợi Mỹ Đình. Những bàn thắng của Tiến Linh cứ thế nối đuôi nhau ở vòng loại World Cup. 10 trận gần nhất anh làm rung lưới đối thủ 7 lần, trong đó có những đối thủ mạnh như Trung Quốc, UAE và Oman. Bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ khéo léo, kỹ thuật giỏi dây dắt hay tạo đột biến, nhưng để sản sinh ra một tiền đạo giỏi ghi bàn, có lối đá hiện đại, hiệu quả như Tiến Linh là chuyện xưa nay hiếm. Càng hiếm khi hầu hết các đội ở V-League đều chuộng tiền đạo ngoại, thậm chí nhập tịch, khoán trắng hàng công cho các ông Tây. Thời điểm đỉnh cao thì Công Vinh đã phải đá giật cánh ở câu lạc bộ Bình Dương. Văn Quyết, một chân sút cừ khôi khác cũng phải chơi hộ công hoặc là chơi lệch cánh để nhường vị trí mũi nhọn cho tiền đạo ngoại. Hậu quả là tuyển Việt Nam có rất ít chân sút giỏi ghi bàn, dẫn đến hụt hơi ở các sân chơi lớn. Tình thế chỉ thay đổi khi Tiến Linh xuất hiện. Chân sút gốc Hải Dương này may mắn cũng đúng khi anh nổi lên ở thời điểm mà câu lạc bộ Bình Dương không còn là Chelsea Việt Nam, mà mạnh dạn trẻ hóa lực lượng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Tiến Linh. Dù vậy thì vận may chỉ dành cho người xứng đáng, Tiến Linh đã chớp cơ hội để ghi dấu ấn, trở thành tiền đạo nội hàng đầu ở V-League
với 33 bàn thắng trong 4 năm. Số bàn thắng trên mọi mặt trận của anh cho câu lạc bộ Bình Dương đã lên đến con số 42. Ở cấp độ đội tuyển, Tiến Linh không chỉ phát huy điểm mạnh ở khả năng chạy chỗ, dứt điểm mà còn thay đổi lối chơi để phù hợp với hệ thống của thầy Park. Như ở vòng loại thứ 3, Tiến Linh từng có hai trận khó khăn trước Ả Rập Xê Út và Úc do phải chơi lùi sâu, quay lưng với trung vệ của đối thủ và đầu đập tác chiến. Tuy nhiên, chân sút mang áo số 22 nhanh chóng thích nghi, anh chịu khó di chuyển, kết nối lối chơi và học cách hòa mình vào những chiến thuật khác nhau để phục vụ cho đội bóng. Hai bàn thắng vào lưới Trung Quốc và Oman của Tiến Linh đều đến từ những pha chạy chỗ và tìm khoảng trống khôn ngoan. Học trò của thầy Park không cần quá nhiều cơ hội mà luôn tư duy để xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm. Chính nhờ sự nhạy bén cùng tinh thần cầu tiến, Tiến Linh là cái tên duy nhất trong ba tiền đạo của thầy Park được khen là giỏi nhất Việt Nam, chắc suất đá chính. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể xào xáo hàng công, dùng nhiều tiền đạo mới như giữa Văn Đức, Công Phượng hay Văn Toàn, nhưng vị trí của Tiến Linh vào lúc này có lẽ là bất biến. Có một tiền đạo bản lĩnh và giỏi ghi bàn như Tiến Linh giống như đi săn với một khẩu súng hạng nặng. Tuyển Việt Nam có thể chưa thành công ngay lập tức, nhưng trong tương lai, bàn thắng không còn là nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò. Trên đây là những tin tức nóng được cập nhật trong bản tin chiều tối ngày hôm nay, 13 tháng 10. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.